chơi kiếp đỏ đen, làm tụng kinh mà tụng lộn luôn vậy đó hả, bậy bạ quá, làm mình tâm mình động hết sức động vậy đó. Tu giờ cũng chơi đồng phục vàng mà dép lào cũng vàng. Người ta tu ở chùa người ta chết người ta thành tiên, tu ở đình ở miễu người ta chết người ta thành thánh. Còn em tu tại sòng bài em thành chủ nợ. Ăn chay, ăn chay làm từ thiện, ăn rau cải đậu hũ không à, làm từ thiện dữ lắm, ngàn cho mượn lấy có 1.200 chứ nhiêu, mà 1.200 tuần á chị, và tháng là 1.800, ăn chay, làm từ thiện thấy thương dữ lắm nha, ai không trả tiền cho em không có dám làm gì hết, cho giang hồ tới cào nhà. Thấy thương không? Dạ, ui, cái sòng bài này ai cũng biết em trơn đây mấy chục năm rồi. Dạ. Bà Ngọc. Bà Ngọc đâu? Dạ em đây. Đâu? Bà Ngọc đâu? Bà Ngọc. Dạ, dạ em tên Ngọc. Đâu? Dạ em đây. Dạ đâu? Ồ dạ đại ca. Dạ đại ca. Dạ. Cái gì? Dạ đại ca. Bà là Ngọc hả? Dạ em là Ngọc. Nhìn bà ném về nguyên một cục. Dạ cục. Dạ cục gì à? Nguyên cục màu vàng chứ cục gì? Cục màu vàng là cục gì đại ca? Thì là cục vàng. Dạ dạ mừng quá, em sợ cái cục mà buổi sáng ta giật nước cho nó trôi đi đó. Dạ cái cục đó người ta cũng gọi cục màu vàng đó. Đừng có giật nước trôi em tội nghiệp. Cho em sống tại sòng bài này. Dạ đại ca. Dạ cục đó tôi đạp mà văng xuống dưới đó rồi. Dạ đừng đạp mà... dơ cẳng lắm. Dạ. Ê, giờ sao? Dạ cái vụ tiền bạc hồi nãy tôi nói với bà đó, bà tính dạ. Sao? Dạ đại ca. Dạ hồi sáng đại ca điện thoại. Dạ tiền mà đúng không, tiền mặt nữa mình phải gọi điện quy tụ từ sáng giờ mới có 50.000 rồi đại ca. 50.000 tiền mặt. Cái gì? Dạ. Bà nói cái gì? Dạ 50.000 tiền mặt. 50.000? Dạ. Cái gì mà nhiều dữ vậy? Ủa sao đây? Em định mượn chị có 500 mà. Gì vậy? Dạ. Trời đất ơi, nó vô mượn tiền tôi mà nãy giờ tưởng đại ca tôi không à trời. Làm sò xuống hết hồn à. Em định làm gì cho nó quay chứ. Quay ông nội tao á. Mượn tiền mà làm chuyện giật mình. Mà mày nghĩ sao mượn 5.000, 50.000 tao còn có công tao đi đòi. Mượn 500 tao có rảnh đâu mà đi đòi. Chị không có rảnh, mấy chị cho em làm từ thiện luôn đi chị. Gì? Mày mới nói gì? Dạ cho em làm từ tiền thiện. Tiền nào mà tiền cho em? Thiếu chữ là chết à. Cho dai. Mày cho dai. Dạ, dạ, không có tiền nào mà tiền cho. Còn chị còn chưa cho 50 sen lấy đâu cho em. Trời ạ. Ủa mà tôi đâu có con đâu, ta ác quá đâu có đẻ được đâu có con. Mà nghĩ sao mà cho? Bởi vì em nói thiệt với chị, người ta nói đúng lắm, cây độc không trái, gái độc không con, là nói bà đó bà nội. Tôi nói vô. Thiệt, bà ráng bà tu đi, bà tu 10 năm nữa mà có thằng nào nó lấy bà tôi con bà. Trời đất ơi, vô mượn tiền mà rủa tôi quá. Còn mới hỏi hả? Cái gì vậy? Nãy giờ không để ý. Cái gì? Rap lầm, gambling, 1900, kho mi. Trời ơi, thua bài kho mày về làm gì? Kho mày hốt xác mày. Bởi vì con người chị không có cái tinh thần đoàn kết gì hết. Casino nó là một cái tập đoàn, nó là một cái đoàn thể, đúng không? Mình một thân một mình làm sao mình chống chọi lại nó? Đúng rồi. Mình đánh thua nó là đúng rồi. Cờ bạc là phải có đồng bọn, ha. 3-4 người gọi lại nhau, mình cùng chung chí hướng, mình mới ngồi xuống mình suy nghĩ, mình tập trung, mình tìm cách làm sao mình thắng nó, biết không? Mà giả sử mình không thắng nó, trên đường lái xe về có thằng ngồi kế bên nói chuyện cũng thở buồn ngủ. Cờ bạc là mình phải có kinh nghiệm, nhiều khi mình đang chạy nó hết xăng cũng có một thằng lái, ba thằng kia nó đẩy. Nói cho chị hết cái dòng mà cờ bạc sao về nhà thua đâu có ngủ được á, một tay làm chẳng nên non, bốn tay chụm lại mới lên sòng tiếng lên. Mình thua cái này mình phải bài cái khác vậy. Tao khoái mấy cờ bạc mà có cái good idea vậy nè. Vậy mới có tinh thần cờ bạc, chị thích mấy thằng cờ vậy cờ bạc là phải vậy đó em nói. Thôi thiệt với chị cho em mượn 500. Trời ơi, cảm ơn chị. Đi đâu mày? Dạ đi cầm 500 đi khơi khơi vậy cưng. Dạ đâu có khơi khơi, em có cầm 500 của chị mà. Không, em có cái 500 để cầm, còn chị không có gì cầm sao? Chứ em đâu có cái gì cho chị cầm. Có chứ sao ăn. Có quá đi chứ. Em nói là em chắc em không có cái gì cho chị cầm. Sao rồi? Chị thấy có cái cho chị cầm. Trời đất. Cái cầm. Nó cầm cầm. Cái gì vậy? Cái chỗ nào? Cái gì vậy? Cái gì vậy trời? Hả? Cái gì mà
gì chứ? Tôi biết lắm mà, làm trai đẹp khổ lắm. Trai đẹp bây giờ phi công trẻ phải chịu lái máy bay mà già. Trời đất ơi, máy bay mà già cỡ này mới leo lên chưa có lái gì hết là overheat rồi. Chắc banh xác phi công quá. Ở dưới có ai cứu em không? 600 em chịu liền. Em cảm ơn chị. Cảm ơn gì chị. Vậy ông cô nội, cha này cho tự tin ghê vậy à. Ông nghĩ sao mà ông đòi bán thân nữa, gớm không? Ở dưới nó trả 600 nó đập ông chết luôn đó. Gan quá, tôi nói là tôi nói cái điện thoại kìa, lú lên được thấy không? Nguyên cục luôn đó, nguyên cục điện thoại đó. Trời đất. Nãy giờ chị chỉ cái điện thoại hả? Dạ. Trời, công nhận mắt chị nhìn như cú mèo vậy, nhìn xuyên qua quần em luôn. Hên là mới thấy cái điện thoại thôi, tay dưới cái điện thoại nó chắc chết em. À, ai, cái ghê quá. Chị em biết cái này cái điện thoại. Thôi giới thiệu, tôi nhìn là tôi biết iPhone 5S rồi đó. Có cho người ta cầm chứ khơi lấy 500 đi đâu có được, đúng không? Rồi, vậy nói thiệt, có nhiều khi em nói thiệt cũng phải nói khen chị nha. Làm như cứ trước khi đi cho gia chị đi ăn cướp ta phải không chị? Sao chị thấy cái gì chị chọc dứt liền vậy chị? Tụng. Thôi, chị ráng đứng đi thì tụng nha. Chị tụng 10 năm nữa mà chị cao lên chút nào em con chị, con dịch cổ lợn. Ê mày, mày chị mượn tiền tao, mày chửi tao mày, em có người của mày vừa, mày bước ra đây, mày bước ra cho ra ngồi tao chắc. Quay lại không báo gì trên trời. Mà làm gì vậy? Dạ em tụng. Tụng kinh đang tụng. Bà tụng hả? Bà chửi tôi. Dạ em nói tụng mà. Ê ê, bà có tin là tôi cầm 500 đồng này ra ngoài kia mà tôi play ở banker mà tôi thắng á, điều đầu tiên bà biết tôi làm gì không? Dạ làm gì vậy? Tôi mua cái kéo rồi tôi cắt cái mỏ của bà. Em cắt cái mỏ không rồi, không còn cái mỏ nữa. Cắt cái mỏ không? Chưa có cắt mà bà đã lấy cái mỏ vô rồi. Bà đang đứng đây bà tụng nha. Dạ. Bà tụng mà bà cao lên nữa tôi con bà nha bà. Dạ. Nha. Con chim cánh cụt. Mang nó đi chưa? Nó đi rồi phải không? Mà mất dạy khổ. Anh to. Nghĩ sao mà nó mượn tiền em mà nó chửi em súc vật hoài à? Mà em khoái. Em khoái vậy đó. Nghĩ sao mà có 500 đồng bạc mà nó đòi ra nó đấu cái sòng bài. Mấy ngày nó uống thuốc mà nó không có chịu uống đều. Nó bỏ cử làm chi vậy? Không biết nữa. 500 mà mày đấu xong bài mới thiệt chứ quý vị. Chưa đầy ba nốt nhạc nó không lết rồi nó mượn tiền em con quý vị. Chị Ngọc. Thấy chưa? Chị Ngọc. Hả? Cứu em chị Ngọc. Chưa được 5 phút mà đánh xúc quần rồi ông nội mày. Bận cái quần biến thái vậy em cô. Trời ơi. Mới vừa bước ra ngoài lại thôi tự nhiên thấy chị giống như con thiên nga vậy đó. Sao chị là con vịt cổ lộn. Bậy. Chị là con hải âu của lòng em. Trời không, chị đẹp quá. Chị là con chim cánh cụt. Thằng nào nó bậy bạ, nó ác mờ mát mẹ, nó dí chị giống hai con súc sinh mà xấu quắc vậy chị. Cái thằng hồi nãy nó mới mượn chị 500 nó ra đó, nó quánh cây mà vô đây còn cái quần xà lõn đó cưng. Trời trời hại nó chị ơi. Đi ra ngoài đó tôi nói đắp bộ đao. Trời em kêu monkey mà nó không ra con monkey. Chứ nó ra con gì? Nó ra con quỷ. 11 mà ra con quỷ 5. Rồi mới 16 cái mở 17 hút xác em luôn. Chị giúp em cho em mượn khúc nó ra gỡ chị. Cho mượn khúc nữa. Nhiều lúc mày tự tin quá bởi tao nói rồi bỏ cử thuốc chi vậy mà tự tin quá vậy. Hồi nãy ít nhất em còn có cái điện thoại thấy không, còn bây giờ em nhìn nó trên người em không còn gì cho chị cầm nữa hết. Có nha. Thôi đừng bao giờ quánh giá ra bề ngoài nha. Bên cái quần bên ngoài cái quần nó không có giá trị chứ bên trong cái quần nó có giá trị. Hả? Có gì vậy ông cố? You need some hot stuff. Trời đừng có nhảy xúc mỡ. I got some hot stuff. Bỏ. Có nhảy dưới đây bao nhiêu người hốt ói không ai hốt kịp tôm cô nội. Trời em bao ăn với chị với bao sầu riêng vậy đó. Bề ngoài trong nó trầy trụi chứ bên trong nó còn tươi xanh. Cần số là chị để cái rẹt là nó chạy rần khỏi cần đạp ga. Già rồi, máy bay già rồi đâu còn sức gặt cần số. Giờ chạy số xe tự động. Khỏi cần gạt để nó tự động nó chạy luôn. Thôi già rồi, máy bay già rồi, phi công trẻ leo lên mất công overheat nó cháy máy bay. Đừng có lo, phi công trẻ là xăng nhớt nó đầy đủ, 3 lít xăng, 5 lít nhớt, hứa với chị luôn, thun up mỗi ngày không bao giờ bị overheat. Thôi, máy bay bà già rồi, tội nghiệp lắm, phi công trẻ nó leo lên nó dọc hư máy bay hết trơn.
Thấy vậy chứ mấy ba đồ nhà tàn rồi, bao nhiêu già rồi tàn làm lại không hà. Ôi không sao. Rồi chạy thời gian mấy phi công nó nhảy dù nó bỏ lại máy bay tự quỷ. Trời ơi tội nghiệp máy bay lắm, để máy bay yên đi. Không cần tự quỷ. Phi công trẻ sẽ tự thiêu cứu máy bay bà già luôn. Ôi không có tin, không tin có giá tin trị. Đi trời ơi, bảo đảm với chị luôn. Hai bánh, nó nói hai bánh là nó còn gai, chưa có mòn luôn nè chị. Vừa lấy ở trong dealer chạy vèo cái lên đưa đây liền cho chị. Và chiếc Corolla 2014 chị cầm giúp em chị. Em nói gì? Chiếc Corolla, chiếc xe gì? Chiếc Corolla 2014. Chúc chị tặng cho 2 lít xăng với cái hộp quà. Chi vậy? Đốt mẹ đi, thời buổi này không ai chạy Corolla đâu baby. Trời đất ơi. Nha, chị chạy Rolls-Royce không à. Trời, mấy người giàu có nói chuyện sốc dữ vậy ta. Đâu có giàu gì đâu, có 2 căn nhà. Căn cho mướn rồi ra mướn cái phòng nhỏ nhỏ ở với lại cái thùng hột xoàn thôi à. Hai căn nhà, căn gì cho mướn. Ê, còn căn kia chị làm gì? Mở chùa. Bà là quỷ mà bà cũng mở chùa nữa. Lấy tiền phúng điếu bà hả? Trước khi phúng điếu chị nó ghé ngang, thắp ngang cho em. Ê, mượn tiền tao mà rủa tao quậy mày. Thôi xin lỗi chị thôi. Bây giờ chị giúp em đi. Chị cầm giùm em chiếc xe này. 2014 Corolla 20 ngàn. Gì mày mới nói gì? Nói gì vậy? 15 ngàn. Cầm giúp 15 ngàn. Gì mày nói gì vậy? Mày nói gì vậy? 10 ngàn. Mày nói tiếng người đi, mày nói tiếng thú chị không hiểu gì vậy. 5 ngàn. Đó, giờ nói tiếng người mới hiểu nè. Nghĩ sao Corolla chạy rồi mà 20 ngàn. Tao lùng chứ tao đâu có khùng. Mày nghĩ sao mà mày nghĩ sao mà đây. Bây giờ chị nói em nghe, chị ở đây là chị làm từ thiện. Chị ăn chay, làm từ thiện, ăn đậu hũ không à. Không bao giờ cầm đồ, cầm đạp gì của ai trơn. Cái này là em ép chị đó nha. Em năn nỉ chị mới cầm nữa nha. Em nói tiếng là em ép chị đi. Em nói em ép chị đi. Em ép chị. Đó, thấy không? Nó tánh tôi vậy, nó làm từ thiện ăn chay dữ lắm. Bà này ăn chay chúng tôi, nó cười hoài nè bà. Làm đi chung chùa tôi sao vậy nó à. Nó tánh chị vậy, đưa cái trên đây đó. Cái này chị ép, chứ không có thích cầm đồ. Tánh tôi vậy đó. Chay, nó tư thiện. Thôi biết rồi, biết ăn chay. Em thiện dễ sợ thiệt. Trời. Thiện dễ sợ. Đây, 5 ngàn. Dạ, 5 ngàn á chị. Khỏi điếm. Ông trời ông cho chị được có cái tật hay lắm. Cọc tiền mà chị ngắt cái là chị biết nhiêu liền. Ngắt cái biết ngàn, ngắt cái biết 2 ngàn, ngắt cái biết 5 ngàn rồi đó. Trời. Hay vậy đó. Hai là ở đây á, chứ ở Việt Nam mà không bao giờ làm chứng minh được hết. Ủa sao vậy chị? Đâu còn chỉ tay đâu làm chứng minh. Trời ơi. Ngày nào cũng vừa lấy tiền ra cái lẹ lửa. Lấy cái bếp. Lấy lẹ. Đều y chang cọc 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 vậy đó. Không còn chỉ tay đếm tiền mà mòn chỉ tay luôn ghê. Bà nội này bắt còn hơn. Ngắt cái 5 ngàn liền đó. Bà đòi này bắt còn hơn cái máy tính tiền nữa. Tôi thiệt, tôi giết người mà không ở tù, người đầu tiên tôi giết là con mẹ này. Đừng bao giờ giết chị, còn bao nhiêu người khao khát muốn gặp chị lắm. Đừng giết chị, bao nhiêu người đi giết em đấy. Thôi cảm ơn chị. Yeah. Thôi chị ráng đứng ở đây, chị tụng rồi chị tu đi nha chị. Yeah. Dạ, chị ráng chị tu đi. Yeah. Dạ, kiếp sau mà chị làm con người á, em con chị. Ê, kiếp sau tao làm cái gì vậy? À, chị làm cái mỏ, chị biết cái mỏ không? Cái mỏ ta để vậy nè, cái ta lấy cái cây gọi bong 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 bong. Mà cái tướng của chị nha, gõ chưa tới 1 tháng là chị thun còn khúc vậy nè. Con quỷ. Tôi khóa. Hỡi con chửi là con mượn à. Ô, có nhiều thằng nó chửi xong nó bỏ về, em mở được quy cái sở thú luôn á. Con xúc vật gì em cũng làm được hết trơn rồi. Phải. Nghĩ sao 5 ngàn bạc mà nó gọi chửi tôi chứ thú trời. Em báo cho quý vị, hồi nãy em cho 3 nốt nhạc thôi, 5 ngàn là em báo cho quý vị 10 nốt nhạc. Có thằng nào mà nó cầm cái bị cái gậy đi kế bên, cẩn thận bóp với tại điện thoại. 5 ngàn mà mày nghĩ sao, bây giờ chỉ trừ một trường hợp duy nhất là nó ra nó đặt một cây mà nó trúng jackpot liền, tao thì cuộc đời là mới cứu nổi. Ôi vậy, nghĩ sao 5 ngàn mà nó chửi em như thú nhồi bông. Mà em phái lắm. Người nào vậy, nhớ nha. Em Ngọc Chuột. Nhỏ nhỏ như con chuột, ở đâu cũng trốn được. Có công an làm trốn, có công an làm trốn. Có bộ clip làm trốn, ban nhạc xuất hiện chứ vậy. Quánh bài lộng lẫy cái coi. Em khoái ban nhạc đó, xuất hiện là có vui rồi. Quất đi ban nhạc. Cho mượn tiền qua tới Thượng Hải luôn rồi. Đó. Trời ơi, lộng lẫy vậy là chúng chắc bớt rồi. Ngân, vô đi đái đi mấy em. Chúc anh tiếp cho 200. Hả?
rồi bốn thằng thằng 200 rồi sướng rồi biết nhảy nãy thống nó tôi quánh luôn à, 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 à. Vậy là chúng rồi, chúng chắc bó đâu rồi mẹ ơi. Con khỉ già, con khỉ già kìa, ảnh kêu kìa, đại gia kêu kìa, kêu bà đó bà nội. Hả? Kêu em hả? Khỉ già có tiền rồi, con gì em cũng làm hết. Già khỉ có khỉ liền. Ê, vậy ai gãi 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 khỉ già đây. Mà đừng có cắn tôi nha. Dạ, ăn chuối luôn, chuối biểu diễn. Tạp cho nó. Tạp tạp, dạ, gãi, 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 khỉ già. Vui cho đại gia, con gì cũng làm được hết trơn. Trời, nhìn cái mỏ bảo ăn chuối là biết bà thèm chuối lắm rồi. Trời ơi, nhìn cái tướng tao nói sang quá trời luôn. Bởi vì con người có tiền cái khác liền. Mặt sáng trưng rồi bà mẹ. Trời, cái góc nhìn này giống điện ảnh quá nội mày ơi. Giống như diễn viên điện ảnh nó đẹp trai quá trời. Ê, lấy cái mỏ vô, lấy cái mỏ vô. Để cái mỏ giống cá chùi kiến quá, lấy cái mỏ vô. Trời ơi, đẹp trai dễ sợ luôn. Cái cưng nhé sợ người đâu mà sáng tài nữa đâu. Không nghe không nghe. Trời ơi, 7 ngày ở sòng bài đánh bài không tắm mà cái nắc không phớt à. Cái gì mà thơm nhũ vậy nè. Tưng nẻ rõ luôn. Cái tài này bấm trúng, cái tài này bấm trúng, cái tài này không. Đừng có nói em cái chân bấm trúng chắc bót nha. Em hung cái chân luôn à. Trời sao cưng dễ sợ, có người có tiền cái mặt có sáng mà đẹp trai dễ sợ. Em thiệt, cứ nguyên cái sòng bài này không có ai đẹp bằng anh hết trơn. Trời tránh ra cho anh đi luôn á. Công nhận bộ đồ cưng hết sức. Nãy giờ em đứng trong đây cái nhiệm vụ em làm gì luôn. Lao điện thoại, dạ em lao cái điện thoại bóng láng luôn nè. Đúng cho mày lao điện thoại chứ đó. Dạ hồi nãy em cầm 500 nha. Cho em xin tiền lời 100 đồng bạc là 600. Mấy người mà chúng chắc bót thế nào cũng cho tiền hơn 400 là ngàn. Cái thương dễ sợ, cái thương dễ sợ. Dạ còn này là cái giấy tờ xe nè. Không những nha đại gia này chạy chiếc xe Corolla đẹp rồi, mũi này nó chạy Corolla không mà mấy cái xe kia rong roi gì của em lát em cho hai nó sang đốt mẹ cho rồi để làm gì. Dạ 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 hồi nãy cầm 5 ngàn cho xin tiền lời 1 ngàn là 6 ngàn. Mấy đại gia chúng thế nào cũng cho tiền hơn 4 ngàn nữa là 10 ngàn, cộng cái điện thoại 1 ngàn nữa là 11 ngàn. Dạ đại gia có 11 ngàn à, có 11 ngàn thôi. Trời tính gọn vậy, 11 ngàn. Dạ có 11 ngàn à. 11 ngàn. Dạ chị cho mượn 9 ngàn nữa cho đủ 20 luôn đi chị. Tao không còn là con người nữa. Cho mượn 9 ngàn nữa 20 chị lấy luôn chiếc Corolla, chiếc Corolla đẹp lắm chị. Trời ơi bà mày á, mày ra đó làm cái gì mà bây giờ mày vô mày ngược tao 9 ngàn mày. Tiền vốn của tao đâu? Em ra ngoài đó em đắp bồ đao mà không ngờ nó đau luôn, nó không có ốp. Trời ơi sao? Em mua bồ với cái bàn Rolex nó quay vòng vòng em không còn một đâu. Em tới cái máy em quýnh 50 cái, cái mặt em biến thái luôn, 50 cái mà nó không ra free game. Trời ơi sao mà bận đồ lộng lẫy vậy, tao tưởng mày trúng rồi. Ôi em còn mấy đồng mua cái áo này bận đổi phong thủy. Trời ơi mày tin không, tao đánh mày luôn. Rồi cuộc đời của mày không vòng gánh cái luôn cái đó. Chứ ở đó mà phong thủy hả mày? Phong thủy tốt lắm chị. Thì ra mày quỳ lại tao lấy tiền trả tao mày. Việt Hương Huệ Tâm xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Thank you. Dạ đầu năm mới Việt Hương với mẹ Tâm nghĩ ra một cái tiểu phẩm để làm vui lòng quý vị và cũng mong là quý vị đừng có bao giờ gặp em. Không, không có đâu, hơi chắc xuống dưới nhiều người like lắm, chào em lắm. Gặp em ngàn là ngàn hai nha. Một lần nữa vậy Khương và Hoài Tâm xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và chúc quý vị good luck đêm nay. Trong ai xem bói không? Ai xem bói không? Ôi cuộc đời đầy phong ba giữa lòng người, nẻ sâu chia ly buồn tê tái. Lắm khổ đi từ suốt từ sáng giờ chả con ma nào xem bói cả. Cuộc đời em vất vả nhờ một cái rời ông thương ông cho thân hình đẹp như móc mẹ cặp mắt rồi. Đúng khổ mà nhiều khi làm thế này mà mới năm ngoái đây em lại vất vả hơn. Có cái cô kia cô cũng 40 mấy rồi, cô đến cô hỏi anh ơi tại sao lâu quá rồi em không thấy ai bén mãn tới em, tại sao cuộc đời em vất vả xấu số em lại không có chồng. Thế cô nhờ mình xem em vạch lá tìm sâu thế nào em xem thế nào. Năm ngoái cô bồng lại đứa con cho em trai sức bọt đấy. Đúng khổ mà cái mặt nó có giống em đâu mà thử máu ra thì nó máu mình gớm ghê. Có nào em có làm gì đâu, em có vô tình thôi mà. Cô ngồi cô xem xong tự dưng em vấp em ngã vào thế dính luôn. Bây giờ mình phải đi làm để chai sức bọt đấy. Mà gớm khổ đâu có làm mà mở văn phòng. Dám mở văn phòng đâu, mở văn phòng mày phải đóng thuế. Thế là đi hết chỗ này đến chỗ kia rồi khách lưu lạc mỗi người mỗi nơi. Chả biết đâu mà tìm thầy. Gớm thầy hay lắm đấy.
Thế mà bây giờ từ sáng giờ chả ai xem hết. Ở sáng còn vô duyên hơn. Con thằng kia nó đổ khách xuống rồi nó bảo bác ơi cháu mới đổ xuống vào một xe khách đấy. Thế bây giờ bác ơi xem không, nhưng mà trước khi bác xem bác làm ơn bác chỉ cho cháu cái toilet ở đây nó nằm đâu. Em mới nhẹ nhàng em chỉ nó, em chửi nó, em bảo này con ơi, thế con rốt vừa vừa, thế con hỏi toilet, con hỏi người mắt sáng, mày hỏi thằng mắt mù tao mà dẫn đến nơi mày vãi ra quần à. Sao từ sáng giờ chả ai xem nhỉ? Thôi rời đi chỗ khác hay nhất, ai xem bói đây? Nên chùa bè một cảnh xem, ăn cơm bằng đèn đi cấy dưới trăng à. Bốn cô có hẹn hay cùng, anh có hẹn hay cùng à. Come on. Sao hôm nay nhà chùa lại làm luôn nhà quàng à? Sao lại có con nào đến riêng gì cái chồng mất thế này? Mà giọng ai cũng thánh thoát thế nhỉ? Xin lỗi ai đấy? Ta. Ai? Ta. Thế ta là ai? Ta là ta chứ ta còn là ai nữa. Ồ nhỉ. Thế giọng sao nghe hay thế? Giọng anh vàng thỏ thẻ. Thế em ơi, nghe qua là anh cảm thấy là em hình như là đẹp lắm vổng em nhỉ. Nghe qua giọng em anh đoán tướng em ngay, bởi anh đây là người chuyên viên coi tướng số. Nghe qua giọng nói của em anh cứ mường tượng đến một người con gái thân cao 10 feet vai rộng 9 inch. Anh ơi anh tả em ơi, anh tả cái cột đèn thế. Không, nói chung là anh nói em đẹp đấy. Em đẹp thế hả? Thế nãy giờ đoán hay thế, thế hóa ra đây là ai đấy ạ? Anh, thầy bói đây. Ôi, thầy bói sao mà xinh tươi đẹp trai quyến rũ thế nhỉ? Anh xin lỗi em, nét đẹp ấy anh nào có muốn. Chả qua là bà mụ dỗi thời gian mới nặn ra anh đấy thôi. Ờ thế à? Thế có gì làm chứng không? Ôi giời, dĩ nhiên là xem bói là phải cho em biết đây là cái gì đây? Ôi thầy ơi, thầy xem bói hay thầy rủ em đi vào sòng bài chơi lát chát thế hả thầy? Đây là bài xem bói của thầy, nó khác với những cái bài khác con ạ. À. Đây. Hãy nhìn xem. Cái gì đây? Đây là những lá bài xanh xanh đỏ đỏ là xem cho em nhỏ, màu hồng là xem cho thanh niên. Còn em màu gì? Em dở dở ương ương, nửa người nửa ngợm, 9 phần khỉ, 1 phần đười ươi, không có phần người thì em xem màu gì cũng được. Vậy thì em xin chọn màu tím máu mơ tuệ chúng nặng à, chiều buồn à. Mẹ con này nó hát mặc như người ta lấy cái muỗng mà người ta cạo vào đi chén thế nhỉ? Sao mẹ hát ở đâu đây giữa trưa nắng thế này mẹ? Em hát anh tưởng tượng anh đang đứng mà một vũng nước, sao em hát đâu mà nước lênh láng thế hả em? Nó nhão kinh khủng. Em nói xong mà nước em còn chảy ra lênh láng thế này. Đọc nhá. Thầy ba chiên tinh, chuyên chữa các bệnh linh tinh, dị tinh, mộng tinh, hoạt tinh. Thầy ơi, tại sao vừa là thầy bói mà lại vừa chữa yếu sinh lý là sao hả thầy? Thôi em ơi, thời buổi khó khăn, khách xem bói 6 tháng mới quay lại một lần, ấy là gọi là thân chủ, còn khách vãng lai, nhiều khi người ta không tin mình. Thế trong khoảng thời gian rảnh rỗi ấy, làm gì chỉ có đi trị bệnh mà thôi. Thầy sống nhờ chữa các bệnh về tinh đấy em ạ. À thế nhưng à? Bản thân thầy thì có mạnh mẹ gì đâu. Ồ thế à? À thế hay quá, thế thầy xem cho em một quẻ nhá thầy. Được rồi, thế à, em à, đi qua đi lại cho thầy xem nào.
Em đi qua đi lại thầy xem. Thế mù lấy chó thì xem được hả thầy? Ô con này buồn cười, rời lấy tao cặp mắt thì rời phải cho tao cái khác. À thế hả? Thế không, em muốn xem cái đường tinh 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 tinh. Ô cái đường tinh 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 là cái đường gì nhỉ? Là cái đường tang 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 tang. Ô thầy xin lỗi em, đường vô xa thầy biết, đường Brooklyn, Magnolia, McFadden, Edinger thầy biết, còn cái đường tang 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 thì mẹ à thầy cũng không biết. Thế cái đường tang 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 là cái đường con mẹ à gì? Rõ thế, đường tinh 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 tang 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 có nghĩa là cái đường tình duyên đấy. Ôi em ơi, cái đường tình duyên nó em nó ảnh hưởng không phải ở đất này. Nó ảnh hưởng đến một cái nơi mà Hàng Mạc Tử đã từng đi đến, ấy là Phan Thiết. Sao tự nhiên thầy bảo em là Phan Thiết là sao hả thầy? Chứ giữa mày đứng trên đầu gió mà mày chàng hàng thế kia tao nghe độc mùi mắm thôi mày à. Thầy buồn cười làm nhục em thế. Mày con gái con lứa thì mày đứng cho đàng hoàng, tao có xem gì đâu mà mày cứ dạng cái này, mày chả sợ gió vào mày đau tim à? Lớn, em là con gái mới lớn, em nói hai chữ tình duyên, em xấu hổ, em phải đứng như thế đấy. Bây giờ đi qua một vòng cho thầy xem nào. Ô, đi qua một vòng à? Thế em đi thì thầy phải cho em nhạc, em mới đi được đấy nhá. Đi đi. Ừ, phải có nhạc nhá, thế vào nhá. Ừ. Hai ba nhạc lên. Thầy ơi thầy, xung quanh này nhà có ai, có nhà nào có đám tang để em qua em phúng điếu hả thầy? Tang mẹ gì tao làm nhạc cho mày đi đấy. Có thầy nghĩ sao thế? Em đang còn sống lờ sờ này, thầy làm như cái nhạc kiểu gì làm như em sắp chết tới nơi. Ô con này buồn cười nhỉ, cái đấy là bí quyết xem tướng của tao đấy. Đấy là tướng mày đi vào vũ trường thì mày đang vui trong lòng, thì tao làm sao tao đoán được mày là cái gì. Mày phải vào đám tang lúc ấy buồn bã, rồi mày nghiêm trang mày đi vào, mày nhớn nhơ, mày nhẹ nhàng, không mày vả tưng tưng thế này thì bố ai mà xem được. À thế hả, thế hả, thế em đâu biết không đâu. Thế à? À, thế thầy cho em nhạc khác đi, nghe cái nhạc này xong em cứ muốn vật ngửa ra nằm chết luôn. Thế thầy cho nhạc khác. Rồi vào nhá. Music. Music. Tang 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 tang. Thế mày đi không đi, mày cứ đứng mày làm như con khỉ đó, xong rồi mày tự nhiên mày phàng phàng phàng, mày khủng bố ai đấy, con điên. Thầy có điên không? Thầy mới là điên á. Có người ta bảo làm nhạc, tự nhiên ông làm nhạc hình sự, ta tưởng khủng bố, ta bắn súng luôn cho nó chết luôn. Thôi bây giờ tao đưa nhạc có lời vào này. Đó. Mày mà không đi tao đánh mày nghe. Em là phải nhạc có lời em mới đi được. Thầy làm nhạc kiểu đó em cứ tưởng là khủng bố đến đấy. Thầy đi đi. Này. Nào nhá. Để ta hát cho mà đi. Rồi. Music phải có lời chứ. Đúng rồi. Đi đi. Hợp với chất em nhá. 2, 3. Tà áo em bay 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 trong gió nhẹ nhàng nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Tà áo em bay 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 trong gió nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Tà áo em bay 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 trong gió nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Tà áo thôi. Thầy có tin là một tí nữa đây cái chiếc guốc của em nó bay 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 vô cái mõm thầy. Này mẹ hỗn à? Nghĩ sao mà đang đi nhạc nhẹ nhàng phất cái tà áo cứ như con gấu ngựa. Thầy có tin thầy hát như thế một tí nữa
Thầy đừng có hỏi tại sao nước biển thì màu xanh mà rượu đế thì màu trắng, mà trán thầy thì màu đen, mà mắt thầy thì màu nâu, mà mõm thầy màu cà tím đấy nghe. Thế mày có tin là mày chửi tao một hồi thì mày đừng có hỏi tại sao đầu mày lại ra tiết canh nhá. Kinh sư con này, mày muốn làm gì mày làm à? Lúc tao bảo mày đi chứ ai bảo mày phải. Hả? Thôi bây giờ mày hát cái kiểu đó ai mà chả muốn. Dẹp dẹp ông chạy thêm xem cửa. Không, mày đưa tay ra tao xem. Thế đưa tay à? Đưa tay ra đây. Được rồi, tay đây. Đưa ra đây này. Mù mà chụp cái tay chính xác còn hơn máy vi tính. Đó, đây là đấy là cái hơi rõ. Này nhé, tay bà chứ không phải là cánh gà chiên nước mắm nhé. Mà thầy chép 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 5 phút nữa thầy sực mẹ cánh tay ngọc tay ngà của bà ta mà còn toàn là xương không nhé. Con này buồn cười, ta hửi thế ta. Hít nhiều nó mới thẩm thấu cái hơi mày vào, rồi từ từ nó cái tương lai mày nó hiện ra ra cái mõm ta này. À thế hả? Thôi để xem. Con này gớm khổ, tướng nó cũng không đẹp mà nó tự tin được cái rời sinh mệnh. Ô em ơi, bàn tay em có chữ đài đấy. Ôi em là người đài cát phải không thầy? Mày mà người đài cát mới là lạ đấy nhỉ. Mày mà không đài cát đâu, không phải đâu. Chữ đài này không phải là chữ đài gì? Này hình như là mày sắp đi đến đài tưởng niệm mới nào. Không không, đài này là em sắp lấy chồng đài. Đài gì? Đài Loan. Ôi em lấy chồng Đài Loan à? Em không lấy chồng Đài Loan đâu. Tiếng Tàu, tiếng Việt chẳng hiểu nhau. Đêm về hai đứa đang ngon giấc, giật mình anh hỏi dầu cháo quẩy. Tự nhiên đòi cái dầu cháo quẩy lấy đâu ra nửa đêm mà cho nó ăn hả? Thế mày không xem thì tao xem được. Không khác. Em không lấy chồng Đài Loan đâu, cho em nước khác cô. Thì từ muốn nước khác ta phải xem nước khác chứ. Nước khác như làm cái gì tuột hết cả áo lên này. Úi dồi ôi, úi dồi ôi, úi dồi ôi, úi dồi. Cái gì đây, xem cái gì mà xem cái gì nạ nồng thế hả? Ta xem chỉ mẹ ơi. Chỉ ở đâu? Cụ chó này. Mẹ dưới này chỉ còn nhiều hơn bàn tay đấy. Ồ, trong đường này em còn một đường tình duyên nữa. Đường tình duyên này nó có một chữ kiều. Ôi, thầy đừng bảo em lấy thí kiều đấy nha, em không phải ô môi đâu đấy. Mày mà lấy, mày chỉ có lấy mã giáng sinh nghe. Không, kiều đây là Việt kiều, ý mày sẽ lấy Việt kiều đấy. Ôi, thầy ơi, em lấy chồng Việt kiều à? Em không dám lấy chồng Việt kiều đâu. Khi xa quê hương em buồn giàu, mẹ già vắng em ai cày ruộng, cha già vắng em ai nhổ. Ừ. Ta tưởng nhổ cái gì khác. Nhổ dâu mà ông cũng nhát thế, ông để mày nhổ à? Chứ còn cái gì nữa, thầy em già rồi, tay run không nhổ được, em nhổ đấy. Thế Việt kiều mày không lấy, Đài Loan mày không lấy, thế mày muốn lấy cái gì? Dạ em chỉ lấy chồng Việt Nam, hàng chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn USA năm 2007. Thế em tìm đâu cho xa? Đâu? Đây anh hàng Việt Nam chất lượng cao hả? Thôi thầy bói không có cái gì đâu mà lấy. Ừ lấy thầy bói đâu. Ồ em buồn cười nhỉ, thầy bói thì em lấy thầy bói em sướng lắm đấy. Thầy bói này em chả phải làm gì, em chỉ ở nhà thôi. Sáng anh đi bói này, chiều anh đi bói này, tối anh về anh bói em. Thế nào cũng có con. Bây giờ mới xem sơ sơ mà có rồi. Thế tối anh bói em rồi, em bói anh. Chúng ta bói nhau. Hai đứa ôm nhau mà chết đói. Không lấy thì thôi. Thôi không lấy thầy bói. Không lấy thầy bói, nhưng nãy giờ thầy bói em. Bây giờ em muốn em xem bói lại thầy có được không ạ? Muốn xem thì xem. Thế thì hóa ra đồng nghiệp à. Đồng nghiệp phải nói mẹ đồng nghiệp. Nãy giờ làm cho ông tốn cả nước bọt. Đưa cho ta xem cái nào. Đây dở mắt kính ra. Úi dồi ôi, mắt đâu có mù đâu. Tao nói mắt mày náo niên cứ như hồng hải tặc đấy. Đưa nhìn kỹ ra nào. Nhớ rồi. Thằng cu teo. Mày phát hiện ra mình còn làm nhục bạn à. Sang đây tao đổi tên rồi. Tên cu teo là ngày xưa tao ở Việt Nam. Tao tên cu teo, sang đây thi quốc tịch tao đổi tên rồi. Thế đổi tên gì thế? Kino. Kino. Kino là gì? Cu nở đấy.
lại tự dưng đặt tên khu nở, ta ra đường ta hãnh diện ngay mày. Công nhận cái tên làm cho mình hãnh diện. Em ơi, thế mày đổi tên rồi. Ừ, đổi rồi. Hai khu nở. Tên tôi đang hãnh diện, thế qua cái mồm con này nó ở cái miền nào, xong tự dưng tên mình đang đẹp thành hoa liễu giang mai. Khu nở chứ không phải là khu lở. Tao nói không được, thế này khu lở. Này! Only cool, cool, only cool. No more, only cool. That's it. Lỡ hay cool? Cool, cool, cool. À, thế lỡ ơi. Cool. Thế cu ơi, thế cu đi đâu mà bao nhiêu năm nay qua, bây giờ qua đây lại gặp nhau như thế này hả cu? Tôi sang đây lâu lắm rồi. Không làm nghề nào, cứ đi làm nghề này mà chết. Gớm khổ, xin lỗi, tôi có phải xem bói đâu. Mẹ sáng nay không có gậy, tôi phải cưa cái đồ lau nhà thế này. Tôi có phải xem bói đâu. Đấy, tôi nghe con Bích nó điện, nó bảo cờ là em mới qua đây chơi. Mà em hay lên chùa lắm. Mà em đi lên chùa nhìn dáng em là ai cũng phát hiện ra. Tại vì lúc nào em tứ thân đó mà. Đấy, thành thử ra tôi lên đây tôi canh em. Bởi vì tôi nhớ em. Thế hóa ra thế là, thế ra bao nhiêu năm qua là mày vẫn yêu tao à? Con này nó làm mất hứng nhỉ. Trong tình yêu tự dưng mày quất cái chữ tao mày, xong tao nghe nó đau khổ chứ. Gọi anh em hay là you and me. Sorry. Thế hóa ra là anh yêu tao à? Anh phải yêu em, anh yêu tao. Thật sự ra đằng này ngại lắm không nói được đâu, tại vì đây nhớn rồi, xấu hổ lắm. Không yêu lâu lắm rồi, yêu từ ngày xưa cơ. Em ơi, em có biết không, hình ảnh của một cô gái ngày xưa còn trời cởi chuồng tắm mưa nó in đậm vào trong lòng anh. Không biết hình ảnh ấy bây giờ có đổi khác không nhỉ? Thay hết rồi, khác hoàn toàn rồi, không như ngày xưa đâu. Xấu hổ thế. Đôi khi bên ngoài thôi nhưng chất lượng vẫn còn nguyên chứ. Thôi ngại quá đây. Thế đằng ấy đi nó đâu bảo này, thế... Bao nhiêu năm nay ấy, theo đuổi em chả được. Thế mà nghe đồn này, nghe con Bích nó bảo là em chưa có gia đình phải không? Thế chưa biết hay không thì cứ thì biết. Thôi để đằng ấy đi. Không kéo là hai đứa mình là duyên nợ đấy. Thôi mệt quá, để đằng ấy đi chùa cầu duyên. Thôi sẵn chùa luôn nhé. Đi nhá. Thôi đi. Lên chùa, lên chùa bẻ một cành sen, ăn cơm bằng